Trong 2 ngày từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 10 đã có tới 700 người dân về Lâm Đồng, trong đó có 345 trường hợp có trong danh sách được các huyện, thành phố đón về thuộc các đối tượng ưu tiên là học sinh về nhập học đợt 2 và các bệnh nhân đi khám bệnh, còn lại là 362 trường hợp đi xe máy tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 cây số 142, hàng trăm người dân vẫn đang phải chờ đợi để các huyện đưa xe máy đến đón về khu cách ly. Chỉ có những người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực mới được vào địa phận tỉnh Lâm Đồng. Cũng theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, những trường hợp đi về từ vùng dịch đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Nếu chưa tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 thì phải cách ly y tế tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 28. Hiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các huyện và thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tổng hợp lập danh sách công dân thuộc nhóm ưu tiên, người cao tuổi, trẻ em và học sinh đang học phổ thông, người khuyết tật, người đang điều trị khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai từ 6 tháng tuổi trở lên, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang có nhu cầu về địa phương. Trên cơ sở đó, dự kiến năng lực, quy mô tiếp nhận của các khu cách ly tập trung tại địa phương để lập danh sách theo thứ tự ưu tiên.